Dạ. Thầy giỏi vậy vậy. Ok, dạ, để đầu cũng theo lớp đó vậy đó, À, giỏ bị dày nha. Đừng để dầm cục là nó bị đấy. À, này dưới nước xanh mà. Xanh hả? Quay, quay, quay. Nó phía dưới nó vàng. Đây, gửi mẹ, gửi mẹ. Lắm chụp cái đi nha. Hay là nó chưa chín. À, chụp hả? Vừa chụp vừa quay cũng được à, vừa quay chụp đi. Ủa, hay là nó chưa chín vậy? À, không chín rồi. Ăn thử miếng nha. Không, từ từ ăn thử miếng mới biết được. Thử đây. Ngọt quá, ngọt, ngọt, đắng ngọt, đắng ngọt, ngọt dừa luôn á, đắng ngọt. À, vậy là cái đợt này dưa xanh chứ không phải dưa vàng mà ngọt được nữa á, được rồi đó. Rồi con Khanh với nghe mọi người miếng lẫm miếng đây nè. Quay cái mặt ghê thế mà, cái tới cái vỏ này cũng còn ngọt nữa.